Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhờ đó, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước. Các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài những mặt đạt được thì vẫn còn những hạn chế kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân như thủ tục hành chính rườm rà, giấy phép con không giảm, làm mất đi cơ hội cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp bị thiệt hại về doanh thu. Một số giấy phép con sản phẩm rất là nhiều, làm cho cái cơ hội và cái thách thức với sản phẩm ra thị trường rất là lớn. Doanh nghiệp bị rủi ro về pháp lý. Cái sản phẩm ra thị trường đã chậm hơn so với lại cái đối thủ cạnh tranh và giảm cái sức cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài. Hiện Đảng và Nhà nước vẫn đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm giảm phiền hà, nhũng nhiễu, tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan, công chức viên chức nhà nước với doanh nghiệp, doanh nhân, ngăn ngừa đẩy lùi những hiện tượng móc nối trục lợi, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nghiệp, doanh nhân.